Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn mua VSEL một con token có ký hiệu là tên là lớp Inu. Thì mua VSEL thì cái video này có thể giúp cho các bạn x10 và x100 tài sản, cũng có thể là làm chia đôi tài sản của tất cả các bạn nha các bạn. Thì trước khi mua VSEL thì các bạn phải cân nhắc chịu rủi ro nha các bạn. Thì hiện tại mình cũng đã check qua thông tin, nó là hiện tại dự án này đã có mã thông báo là credit là được bảo mật rồi các bạn, là mình thấy an toàn nha các bạn. Và một cái thông tin tuyệt vời nữa là trên tờ Twitter nó các bạn, thì trên tờ Twitter của nó là vào ngày 1 tháng 7 nó sẽ list sàn Hotbit nữa các bạn. Thì tờ Twitter Telegram, tờ Twitter của chính thức của nó nè các bạn. Vì trước kia mình đã hướng dẫn các bạn claim con lớp Inu này các bạn, vì lúc đó nó cũng đã lý sàn bên kia cho bắp giá cao quá nên mình đã cũng xả cả luôn rồi các bạn. Thì hiện tại mua VSEL với giá là 0.01 BNB là bằng khoảng 20 tỷ token lớp Inu. Thì để mua được, các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn, các bạn dán vào một đáp nha các bạn. Còn thì hiện tại dự án này Airdrop và Airdrop Claim đồ nó kết thúc các bạn. Hiện tại các bạn chỉ có thể là mua được mua VSEL thôi các bạn. Thì các bạn có thể mua Winbay 0.01 đến mát là new 5 BNB hay 10 BNB gì đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào buy token nha các bạn. Chào này mình thấy khá là ổn đó các bạn. Các bạn chỉ tốn là 2.8. Mình nên mua nhiêu ta? Thôi đi các bạn, mình mua 0.01 trước đi các bạn, coi có gì mình mua thêm sau nha các bạn. Để mình copy con chắc của nó các bạn. Rồi mình dán con chắc của nó vào, mình coi mình có nhận 20 triệu token không các bạn. Chắc có nhận rồi mà. Lớp Inu rồi ta. Ok, mình đã về được 20 triệu tục cặn lớp Inu nữa các bạn. Trước kia mình đã nhận được 88. Trước kia thì các bạn claim được có 88 ngàn. Giờ mình nhờ mua VSEL là được 20 ngàn các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn mua con tục cặn, mua VSEL con token lớp Inu đến đây em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.